Và kính thưa quý vị, Đức Quốc đã phát lệnh truy nã Trung tướng mật vụ Cộng sản Việt Nam Đường Minh Hưng từ tháng 10 năm 2017. Đây là tin tức đến từ Berlin. Trong một bước rẽ ly kỳ của vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, một kẻ từng thực hiện lệnh truy nã biến thành kẻ bị truy nã. Tờ nhật báo TAZ của Đức hôm thứ Ba công bố một chi tiết chưa từng được tiết lộ, đó là Trung tướng mật vụ Cộng sản Việt Nam, ông Đường Minh Hưng đã bị Tổng công tố viên Liên bang Đức ra lệnh truy nã từ đầu tháng 10 năm 2017. Kính thưa quý vị, sự việc này có liên quan đến nghi án Trịnh Xuân Thanh bị đưa từ Berlin sang thủ đô Bratislava của Slovakia và từ nơi này bị đưa tiếp lên một chuyên cơ do Phái đoàn Bộ Công an Cộng sản Việt Nam mượn của chính phủ Slovakia chở đi đến Moscow vào cuối tháng 7 năm 2017. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2017, Tổng công tố viên Liên bang Đức đã gửi văn thư đến Slovakia yêu cầu trợ giúp về vấn đề pháp lý. Bức thư đề cập đến cuộc gặp giữa các đại diện chính phủ Slovakia và Phái đoàn Cộng sản Việt Nam do Bộ trưởng Công an Tô Lâm dẫn đầu. Cuộc gặp diễn ra tại khách sạn Boric của thủ đô Bratislava vào ngày 26 tháng 7, 3 ngày sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Cho đến ngày 4 tháng 10, yêu cầu này đã được bổ sung với một lệnh bắt giam Trung tướng mật vụ Cộng sản Việt Nam Đường Minh Hưng, người đã bị tình nghi là chỉ huy vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Tướng Hưng cũng có mặt trong cuộc họp tại khách sạn Boric. Tờ báo TAZ đã dẫn lời Tổng thống Slovakia Andrej Kiska nói rằng ông không thể nào tin được rằng Bộ Nội vụ của nước ông lại dính líu đến một vụ bắt cóc xảy ra ngay tại nước Đức. Tổng thống Kiska, người không thuộc đảng phái nào, mô tả sự việc giống như là một bộ phim Hollywood tồi vậy. Tờ báo của Đức cũng đã dẫn lời Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Kajak, cũng là một người không thuộc đảng phái nào, hứa rằng sẽ làm sáng tỏ mọi việc. Kính thưa quý vị, Laska nói rằng tình hình đang rất nghiêm trọng hiện nay. Chúng tôi phải điều tra đến cùng bởi vì nếu không, nó thật sự có thể có một tác động tiêu cực đến mối quan hệ của